Possessive adjectives. Tính từ sở hữu. My. Your. His. Her. Its. Our. Their. Có nhiều loại tính từ khác nhau trong ngôn ngữ Anh và nó có vẻ khó hiểu. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính từ sở hữu và cách dùng tính từ sở hữu. Tính từ sở hữu dùng để chỉ quyền sở hữu của một người nào đó. Khái niệm thuộc về ở đây phải được hiểu với nghĩa rất rộng. Khi nói my book, ta có thể hiểu cuốn sách thuộc về tôi, nhưng khi nói my country, thì không thể hiểu một cách cứng nhắc rằng quốc gia ấy thuộc về tôi. Tính từ sở hữu trong tiếng Anh gồm my, your, his, her, its, our, your, their, my, your, his, her, its, our, your, their. Chúng ta cùng tìm hiểu về các tính từ sở hữu qua các ví dụ sau đây. My brother is a doctor. Anh trai tôi là bác sĩ. My có nghĩa là của hoặc thuộc về tôi. Tôi là chỉ người nói hoặc người viết. Hello, my name's Annie. Chào bạn, tên tớ là Annie. What's your name? Tên của bạn là gì? Your. Của hoặc thuộc về người hay nhóm người được nói chuyện với hoặc viết cho. What's your name? My name's Lily. Giống như đại từ nhân xưng, chúng ta hiểu nghĩa của tính từ sở hữu cho phù hợp theo từng ngữ cảnh nói hoặc viết. These are your new books. Đây là sách mới của các em. His. Có nghĩa là của hoặc thuộc về một người là nam giới. Dan is doing his homework. Dan đang làm bài tập của bạn ấy. What's his name? Tên của bạn ấy là gì? His name's Sam. Tên bạn ấy là Sam. Her. Của hoặc thuộc về một người là nữ giới. Mrs. Brown is sitting next to her grandson. Bà Brown đang ngồi cạnh cháu trai của bà ấy. She's washing her hands. Bạn ấy đang rửa tay. Tất cả mọi thứ mà một động vật hoặc sự vật sở hữu thì dùng. It's. A tree drops its leaves in autumn. Cây rụng lá vào mùa thu. A happy puppy wags its tail. Một chú cún con vui mừng vẫy đuôi. Our. Của hoặc thuộc về chúng tôi, chúng ta. This is our new car. Wow. Đây là xe mới của chúng ta. We have dinner with our friends at the weekend. Chúng tôi ăn tối cùng bạn bè vào cuối tuần. There. Có nghĩa là của họ, của chúng, được sử dụng khi có hơn một chủ sở hữu. The kids are riding their bikes in the park. Các bạn nhỏ đang đạp xe trong công viên. Trees drop their leaves in autumn. Cây rụng lá vào mùa thu. Chúng ta cùng xem lại một số ví dụ vừa học nhé. My brother is a doctor. These are your new books. Dan is doing his homework. She's washing her hands. A tree drops its leaves in autumn. We have dinner with our friends at the weekend. Trees drop their leaves in autumn. Chúng ta có thể nhận thấy, tính từ sở hữu luôn đi kèm với một danh từ.
Không giống tiếng Việt, tính từ sở hữu trong tiếng Anh luôn đứng trước danh từ. Ngoài dùng để chỉ quyền sở hữu đối với sự vật nào đó, tính từ sở hữu còn dùng để chỉ mối quan hệ gia đình, bạn bè, hoặc bộ phận trên cơ thể. Nếu trong một câu có nhiều tính từ, thì tính từ sở hữu luôn luôn xuất hiện trước các tính từ khác. These are your new books. This is her beautiful new blue Vietnamese traditional dress. Your, her, đều là tính từ sở hữu, đứng trước các tính từ chỉ ý kiến, kích cỡ, phẩm chất, hình dạng, tuổi, màu sắc, xuất xứ. Beautiful. New. Blue. Vietnamese. Traditional. Khi đã dùng tính từ sở hữu thì không dùng mạo từ. This is a book. Đây là một quyển sách. Nói chung, không quan trọng việc nó thuộc về ai. Trong khi đó, this is my book. Muốn nói rõ quyền sở hữu của tôi đối với cuốn sách. Tính từ sở hữu trong tiếng Anh lệ thuộc vào người làm chủ, chứ không thay đổi theo số lượng của vật bị sở hữu. Ở hai ví dụ, this is our new car. We have dinner with our friends at the weekend. Tính từ sở hữu, our, không thay đổi khi đi với danh từ số ít, car, hay đi với danh từ số nhiều, friends. Người Anh có thói quen sử dụng tính từ sở hữu trong nhiều trường hợp mà người Việt Nam không dùng. Dan is doing his homework. Dan đang làm bài tập. She's washing her hands. Bạn ấy đang rửa tay. A tree drops its leaves in autumn. Cây rụng lá vào mùa thu. A happy puppy wags its tail. Một chú cún con vui mừng vẫy đuôi. The kids are riding their bikes in the park. Các bạn nhỏ đang đạp xe trong công viên. Exercise. Chúng ta sẽ cùng làm một số bài tập. Điền tính từ sở hữu vào chỗ trống cho thích hợp. Cách làm tương tự như câu một các bạn nhé. Câu này có định hướng là nói về quyền sở hữu của ngôi ba số nhiều. Their names are Sam and Liz. My mother is driving her new car. Hello. What's your name? My name's Zhang. I've got a brother. His name is Brian. The pig eats its food quickly. We live in a house. Our house is big. They like sports. Their favorite sport is basketball. The girl plays tennis. This is her racket. The little boy is playing with his toys. Lily and I like to wear our hair long. Is this your cat? Yes, it is my cat. Dùng tính từ sở hữu hoặc đại từ nhân xưng hoàn thành các câu sau. My sister is small. She is 2 years old. My sister is small. She is 2 years old. Look at the cat. It is white and its eyes are green. Sally and I always help our friends. Bob and Ben are brothers. Their house is near the church. This is Luke.
He is from London. They buy the flowers for their mother. They buy the flowers for their mother. My brother is a doctor. He loves his job. The dog is hungry. This is its food. I live in Paris with my family. This is my sister. Her name is Annie. I have a pet. It is a turtle, and its name is Bucky.